tính không? Em sợ âm thanh lớn ảnh hưởng cho cơ quan làm việc nè. Ra đây ngồi thử. Cái này là lụm rồi còn gì nữa mà sợ. Lụm mà chắc cú lụm hết đó. Dạ. Ngày mốt mở máy Khanh ơi. Chưa mùi, chưa màng, chưa gì hết, chưa xử lý mùi. Thanh mở nhỏ, không dám mở lớn. Lính tráng đang làm trong Excel đó. Rồi, tắt âm ly luôn. Chủ nhà tắt âm ly luôn rồi. Chào mọi người nha. Chủ nhà tắt âm ly rồi.